Và hôm nay là buổi sáng 9 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019 nhé. Và em rất hân hạnh được đón anh Hùng ở phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai. Và anh là phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai nhỉ? Và anh đã về đặt những đôi bộ cuốn thư câu đối và ngũ mít. Và thì đây hình ảnh của anh Hùng. Và thì anh đã về trực tiếp cơ sở của tôi để đặt đây. Giờ thì chiếc xe ô tô của anh đây. Đây thì hai anh em ở phường Cốc Lếu. Thế nội dung cứ thống nhất làm cái hồng chỉ mẫu kiểu như kia nhá. Vâng. Thế thì đây là bộ ghế gỗ re gừng, chất liệu re gừng này. Cột 12, 6 món đang chuẩn bị bốc xếp đi Việt Trì. Đây là anh Thái Kim ở Hiền Đa chuyên cho cung cấp kính rồi đây. Đấy, nếu anh về nhá. Đấy, chuyên sản xuất kính và cung cấp kính cho cơ sở đồ gỗ của tôi này. Đây là bộ ghế gỗ re gừng cột 12 chất gồm 6 món và người đang chuẩn bị đưa đi Việt Trì đây, để khách hàng ở Việt Trì. Vâng, thế cảm ơn anh Hùng nhá, đã có lòng thiện chí từ thành phố Lào Cai về cơ sở anh em để đặt đồ. Vâng, xin cảm ơn hai anh em. Vâng, xin chúc hai anh em trước khi ra về mạnh khỏe nhá, làm ăn coi như là phát đạt. Vâng, em xin chân thành cảm ơn. Vâng, lúc nào anh nhu cầu dùng tiếp gì nữa thì lại xuống. Vâng. Vâng. Và cơ sở hãy cứ thấy vào cái trang web của mình thấy chứ không bờ là khách thấy gì đâu. Và nhưng em lắp trên nhiều đấy, trên Yên Bái. Tôi chả hỏi đường cả, vậy tôi chỉ tới xe tự đưa một cái đường đi. Và